Hello, chào tất cả anh em. Trung Bonsai đang có mặt tại Vĩnh Lộc, đang có mặt tại nhà cậu em trai, một trong những người cũng rất yêu cây cảnh và đam mê, và rồi cũng mua một vài cái chậu cổ về. Thì Trung Bonsai hôm nay cũng có dịp đi cùng anh Tân Phạm và ông Vũ Song Hồng, thì để cho anh em vào trong để xem cái không gian mà một trong những người ta yêu thích cây cảnh, rất là nhiều tác phẩm đẹp. Đi về bên trong cho anh em xem nhé. Hôm nay nắng rất to, có nhiều cái bất ngờ bên trong cho anh em chiêm ngưỡng. Ông Hồng đây anh em, một trong những người rất đam mê đấy, đi cùng Trung Bonsai. Đấy, có nhiều đồ quý không ông? Nhiều đấy. Đấy nha anh em nhá, bước vào bên trong nhá, để cho anh em xem này. Quá là nhiều đồ đẹp, đặc biệt là những tác phẩm bên trong. Một khuôn viên rồi, để Trung Bonsai quay lướt qua cái không gian rồi sẽ ghi hình chi tiết gửi tới tất cả anh em. Đấy anh em, bước vào bên trong đây, những tác phẩm quá là đẹp luôn. Hôm nay ông bạn mua 5 cái chậu, mà trong đó có là 2 cái chậu đá cổ. Một cái ngôi nhà như này, tí nữa đi vào bên trong nữa thì anh em còn thấy có nhiều cái đẹp hơn. Một tác phẩm xanh giang lão đặt trước nhà, cái gậy hơi nhỏ nha anh em nhé. Do đang ngược ánh sáng nên tôi sẽ quay qua một số tác phẩm, sau đó sẽ đi chi tiết từng cây. Một tác phẩm xanh được anh đưa vào cái chậu bát tiên, xuất sắc luôn. Cây này chắc chủ vườn mua cũng không ít tiền rồi nha anh em nhé. Sếp Hồng ơi, đâu rồi, đi ngắm đâu rồi? Cái mũ mà đi ngắm con này gọi dáng siêu không? Siêu u cục cũng ác đấy, già đấy, có thấy không? Đặt vào những cái chậu bát tiên nó khác hẳn luôn đấy. Cây nó đôn được cây đấy. Thứ cây u cục rất nhiều. Mặt sau nó hơi chật nè, không gian mình cũng chỉ quay qua thôi. Con bên cạnh này to nhỉ, con này long à? Lão. Lão gậy ghiếc gì vậy? Có gậy đằng sau. gậy đằng sau. Lão thiếu gậy đúng không? Nhưng mà vẫn thiếu gậy đúng không? Đấy, tác phẩm này thì con tử ghép vào cũng đẹp. Bể bãi thì chắc là cũng có thời gian rồi. Bạn này cũng chịu khó sưu tầm lắm anh em ạ. Tác phẩm thứ hai cũng là một con xanh giang lão rất là to. Nếu mà ông Hồng ông so sánh cái người ông thì chắc là phải là bằng nhau rồi. Đúng không? Đã ôm luôn. Hơn người mình dí thôi. Đây. Do nó ngược sáng đúng không? Nên là thôi chỉ đây. Với cái thân hình 75 78 cân thì ông Hồng đứng nó nhỏ đúng không ạ? Rồi rồi, bóng đẹp nha. Cái này chắc mua ngoài kia. Một cái vết cắt đúng là để đời đúng không? Nhìn kìa, vết cắt nó vén kìa. Đấy, cái vết của tay một đấy. Kinh khủng. Rồi. Người mẫu đang đứng đằng trước cây nha anh em nha. Nhưng mà quá nhỏ rồi, bông tán thì nó quá đẹp. Làm cũng kỹ. Làm cũng kỹ. Xe. Anh em thông cảm nhé, Trung Bonsai sẽ quay
lướt qua thôi vì là do ngược ánh sáng không thể chi tiết được. Đấy, đi mặt kia thì đúng chi tiết được hơn đúng không? Đây là mặt chính giữa, nhìn từ bên ngoài vào đây thì có khả năng là anh em nhìn cụ thể hơn. Đấy, thì Trung Quốc Sai sẽ lướt lại gần để quay chi tiết cho anh em xem nhé. Một cây xanh dáng lão như này thì quá là ok luôn. Đó, bể bãi đây, quay chi tiết lại cho anh em xem cây này. Tay hoành chạy rất là hay này, anh em này, độ rực rắc này. Đó. Xếp về là đẹp này, mình về mình xếp này. Chủ vườn cũng chắc vừa giao dịch về một cây mẫu đơn đây anh em, rất nhiều thân. Thằng này chắc mẫu đơn đỏ hay sao, bữa nay đỏ với vàng nó khác lắm đúng không ạ? Đỏ nó cũng vàng nó cũng màu này, cũng cái nhụy đỏ này cũng không thấy nhá. Cái này có vẻ giống cây vàng thì màu lá này giống... lá thì nó là màu lá đỏ rồi đấy, của xanh nó đỏ đấy, nhưng mà không biết là thế nào. Thế rồi giấy giấy đấy. Tân Phạm là một trong những người rất yêu cây cảnh anh em nhé. Đặc biệt là đi giao những cái chậu như này hoặc là đi mua những cây công trình. Nhưng mà riêng cây cảnh là Tân Phạm cũng đang sở hữu rất nhiều cây cổ. Gặp những cây như này thì anh Tân cũng rất thích. Con này già nhỉ anh nhỉ? Cây này già này, cây này là nó già lắm rồi, cổ lắm. Từ đời chắc là nó cũng cao rồi anh nhỉ? Đây, mộc trắng. Dạ, chủ vườn là cũng là người rất kỹ nên là sở hữu cũng rất nhiều tác phẩm đẹp. Đấy, bông tán cắt rất là đẹp. Sắc nét móng. Đấy. Mà chú anh mua cái này nhiều không? Chắc là cũng là mua lâu rồi đấy. Cái xiên cá. Cá vàng ấy nhé, đôi cá vàng. Đôi cá vàng, rồi. Theo anh Tân chiêm ngưỡng cái mẫu đơn. Con này đơn đỏ hay đơn vàng anh Tân? Đây đơn đỏ. Búp đỏ là đỏ. Đúng rồi. Không, hôm rồi thấy có mỗi mấy cây nào nó búp đỏ đấy. Búp đỏ nhưng vẫn là vàng. Ê, sợ vậy. Cái này phải nâng bệ tí nữa thì nâng cái đường cong mà nó dịch vào tí là nó đẹp đi. Thôi. Cho cao lên đi. Nghĩa là nâng lên khoảng độ 5-7 phân nữa được. Quá. Phân cho nó chạm mặt rễ thì đẹp. Cái này biết mua nhiều tiền vậy? Cái cụm này này. Chủ vườn mua cũng hơi nhiều tiền đấy, nhưng mà chắc là bí mật là chưa tiết lộ. Đây, chủ vườn đây, một trong những người chắc là đam mê. Anh Tân đấy không, bọn này nó nứt khác này. Gì đó? Đây này. Không bao giờ gặp luôn. Em đi không gặp đâu. Dòng này nhiều tiền không? Dạ. Cái cây này... nhiều hơn con kia. Nhiều, không mà không nói bao nhiêu tiền, nhưng mà anh em cũng đang là tò mò quá. Biết là nhiều. Chủ vườn rất kỹ tính nha anh em nhá. Đây này, bệ đây như này. Con này nó bị nứt theo kiểu dòng nứt này đây. Không phải là đây là bố ra ca sấu chứ không phải ra nữa. Dọc này, khỏe nhỉ, hoa rất là tươi. Đấy, bằng năng mà nhiều người ta ghép đường đi ấy. Đấy rồi là mai dưới kỷ. Ôi tàu ơi. Cái cây lục vừng này giá trị không nhỉ? Anh Tân. Cái này cái
À. À. Một trong những cây song thụ dáng lộc vừng nhưng mà chủ vườn á. Chủ vườn quyện với nhau đúng không? Hôm nay nắng to quá, chúng tôi đi này. Nắng quá, 40 độ. Cắt giật ác nhỉ. Cắt giật ác ấy. Đông đi. Tôi đi chân về sau nhá. Rồi rồi. Các sếp cứ đi đi, chúng tôi còn ngân phiếu. Để nước mát này, em mang nước mát này, uống chai để lấy tiền luôn. Em đi tiền. Đây này, lấy rồi. Quá nhiều tác phẩm đẹp nhá anh em nhá. Thì anh em nào có dịp về Vĩnh Lộc thì alo cho anh. Đây là chủ vườn tên là anh. Thì sẽ có thể chiêm ngưỡng toàn thể vườn của anh này với rất nhiều tác phẩm đẹp. Đó. Toàn hàng độc đáo không? Sưu tầm. Tác phẩm hoa giấy thân thế rất là đẹp. Trung Bonsai cũng xin dừng video đây để chuyển sang một video tiếp theo ở bên trong khuôn viên bên nhà trong để cho anh em có cái nhìn tổng thể hơn với một số tác phẩm sung nghệ thuật cũng như khế để cho anh em chiêm ngưỡng nhé. Xin thân ái chào tạm biệt. Anh em đừng quên ấn nút đăng ký và nút chuông để tiếp tục theo dõi video tiếp theo. Không gian rất đẹp, đặc biệt là cái bức tranh khác. Cái này bằng đá gì nhỉ? Đấy nhá anh em nhá. Những viên này là những viên ruby thật sự đấy nhá. Đây này. Thật sự luôn đấy. Ok này, hàng này. Chứ không phải hàng. Đó. Chủ nhà chơi rất là đa dạng. Con này riêng những con này này phải cho
Sung Lếp, một tác phẩm Sung trước đó nó là hai thân này. Chủ vườn nó bỏ bớt đi. À, mà rất là hài hòa và đẹp. Cực cổ luôn này. Ấm chén, gạo tàn, điếu, tích. Ghế, bàn, tất cả đều là cổ. Tứ quý cũng là cổ luôn. Xuân đông này.